Dương Quý Phi, bi kịch trốn hoàng cung, bị ép gả cho cha chồng, bất bức ra đi khi vẫn còn tuổi xuân. Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàng, sinh năm 719 tại huyện Vĩnh Phong, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Gia đình bà thuộc tầng lớp quan lại, không quá giàu có nhưng đủ nền tảng để Dương Ngọc Hoàng được giáo dục tốt từ nhỏ. Dương Quý Phi được miêu tả là một tuyệt sắc giai nhân với nhan sắc trầm như lạc nhạn, biến nguyệt tu hoa. Tức là vẻ đẹp khiến cá phải lặn, chim phải rơi, trăng phải nấp và hoa phải cúi đầu. Khuôn mặt của bà thanh tú, với đôi mắt trong veo và lông mày như dải lụa mềm mại, làn da trắng ngần và vóc dáng uyển chuyển như tiên nữ. Nét đẹp của Dương Quý Phi không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn toát lên từ phong thái quý phái và duyên dáng, khiến bất kỳ ai gặp bà cũng phải siêu lòng. Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp, Dương Quý Phi còn được biết đến với nhiều tài năng vượt trội. Bà là một nghệ sĩ tài hoa, tinh thông âm nhạc và múa. Bà có thể chơi đàn tỳ bà với những âm điệu quyến rũ, mỗi lần bà cất lên tiếng đàn là như kể lại những câu chuyện tình yêu, nỗi buồn và niềm vui của con người. Khả năng múa của bà cũng là một tuyệt tác nghệ thuật với những điệu múa uyển chuyển và mê hoặc làm say đắm lòng người. Đến cả Lý Bạch, một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất Trung Quốc còn từng phải viết một bài thơ để tặng bà. Ngay sau khi chứng kiến nét đẹp tuyệt trần và tài năng nghệ thuật của Dương Quý Phi, bài thơ miêu tả như sau: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hồi hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Mang ý nghĩa miêu tả áo nàng như mây, dung nhan như hoa, vẻ đẹp và tài năng của Dương Ngọc Hoàng tượng như tiên nữ chỉ có thể gặp ở trên trời. Cũng chính vì tài sắc vẹn toàn ấy mà Dương Ngọc Hoàng đã linh ứng với câu hồng nhan bạc mệnh khi số phận của nàng vô cùng truân chuyên và bi thảm. Cuộc đời của Dương Ngọc Hoàng bắt đầu thay đổi khi bà trở thành phi tần của Thọ Phương Lý Mạo, con trai của Hoàng đế Đường Huyền Tông. Lý Mạo bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tài năng của Dương Ngọc Hoàng và bà đã trở thành Thọ Phương Phi. Tuy nhiên, sự sắp đặt này chỉ là khởi đầu cho một mối tình đầy sóng gió và bi kịch. Đường Huyền Tông, Hoàng đế Đường Triều, nổi tiếng là người yêu nghệ thuật và cái đẹp. Trong một buổi tiệc cung đình, khi nàng cất lên những tiếng đàn tỳ bà râu rắc và uyển chuyển trong điệu múa, Hoàng đế Đường Huyền Tông đã không thể rời mắt khỏi nàng. Vẻ đẹp và tài năng của Dương Ngọc Hoàng đã khiến Hoàng đế say mê đến mức quyết định đưa nàng vào hậu cung của mình, mặc dù nàng là vợ của con trai mình. Để tránh sự phản đối của triều đình và nhân dân, Hoàng đế đã ra lệnh cho Dương Ngọc Hoàng xuất gia một thời gian trước khi chính thức đưa nàng trở lại hoàng cung với tư cách là quý phi. Từ đó, nàng trở thành người phụ nữ được yêu thương và sủng ái nhất trong hậu cung. Hoàng đế không tiếc bất kỳ thứ gì để làm hài lòng nàng, từ những trang phục lộng lẫy, trang sức quý báu cho đến việc xây dựng các công trình đáng lệ như Hoa Thanh Trì, nơi Dương Quý Phi thường cùng Hoàng đế tắm suối nước nóng. Tuy nhiên, sự sủng ái quá mức của Hoàng đế dành cho Dương Quý Phi đã dần dần gây ra sự ghen ghét và mâu thuẫn trong triều đình. Dương Quý Phi tài sắc vẹn toàn, tuy nhiên lại không có tư duy của một chính trị gia. Bà chỉ tập trung phát triển nghệ thuật mà không hề biết rằng chính sự si mê của Đường Huyền Tông dành cho nàng lại là mầm họa cho xã tắc quốc gia. Gia tộc họ Dương, đặc biệt là anh họ của Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung, lợi dụng sự sủng ái này để thao túng quyền lực, khiến dư lòng dân oán thán và triều đình rối ren. Bi kịch đỉnh điểm xảy ra khi An Lộc Sơn, một tướng quân có tham vọng, lợi dụng tình hình bất ổn để khởi binh nổi loạn. Cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn lan rộng, buộc hoàng đế và triều đình phải bỏ kinh thành Trường An chạy đến thành đô. Trên đường chạy loạn, quân lính và dân chúng trách móc Dương Quý Phi và gia tộc họ Dương là nguyên nhân của mọi bi kịch. Để xoa dịu lòng quân và dân, hoàng đế buộc phải ra lệnh xử tử Dương Quý Phi tại mãn ngôi dịch. Cái chết của Dương Quý Phi đã để lại một vết thương sâu trong lòng hoàng đế. Ông nhường ngôi cho con trai rồi làm đuổi sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại trong cấm cung, mãi mãi mang theo nỗi nhớ và sự tiếc nuối về nàng.